Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Niệm sẽ chia sẻ với mọi người là cái chiếc Terraco H100 ha, biển số Đồng Tháp 66 nè. Đó, con này thùng mui bạ, khuyên bản màu xanh dương. Tải trọng sau khi thùng cho phép chở hàng là 970 kg. Đây, cho các bạn đi một vòng đi. Đó. Hôm nay thì khách ghé để bảo hành bảo dưỡng không? Thay nhớt vệ sinh xe lần đầu tiên. Xe này mới bán về Đồng Tháp thì khoảng tuần nay thôi nha. Đây là xe bán cho em Quân ở Đồng Tháp mua dùng để chở trái cây, dừa, nè, chuối, rồi xoài đồ, không? Chở các thứ. Cái thùng này chiều cao của nó thì khoảng 1m5 mấy à, còn chiều ngang thì khoảng 1m6 mấy, chiều dài thì 2m8 ha. Rồi lớp vỏ là 175, bánh trước bánh sau đồng bộ. Đây, mời các bạn vào bên trong coi thử. Đây, cái con này thì Niềm đã chạy thử rồi ha, phải nói là ok. Hộp số 5 cấp nè, thắng tay nè đó. Rồi máy điều hòa, không, máy điều hòa của con này thì lạnh teo ghi đó. Máy vừa gà hai chiều luôn. Đây, ổ điện là 12V. Cái này là có thể là mồi thuốc được hoặc là sạc điện thoại được luôn. Tàn thuốc ở đây à. Rồi xe là Quân ấy, thằng Quân nó mới đi chở hàng về, nó ghé luôn cho nên là đồ đạc cũng hơi lỉnh kỉnh. Kính này bật chìa khóa lên, kính chỉnh điện. Rồi để coi coi nó có auto hay không nha. Đó, auto tự động, cabin ngồi hai người, có đèn cabin luôn. Rồi táp lô thì cũng dễ nhìn dễ quan sát, vô lăng 4 chấu. Rồi xe trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết cho một cái chiếc xe tải nhẹ. Đây nó có cái hộp để chai nước ở đây cũng được. Đây để cái ly nước, ly cà phê ở đây cũng được luôn. Rồi động cơ thì sử dụng động cơ là Mitsubishi ha. Đây trang bị hộp đen đây luôn. Ok, xe gọn nhẹ ha. Lái trợ lực tuyệt vời. Rồi tắt chìa khóa nha. Trời mưa cho nên là đường cũng hơi sình bùng lè lội, nhưng mà với cái màu xanh dương này thì nó không thể nào làm phai mờ cái chiếc xe, không thể nào cũ, thấy không? Màu xanh dương nó luôn thể hiện sự mạnh mẽ. Cái chiếc xe, cái màu nó vẫn sáng vẫn mang đậm cái màu sắc. Tuyệt vời. Xe thùng mui bạc. Ở đây Niềm sẽ mời em Quân để giao lưu để coi cảm nhận coi cái xe này như thế nào nha. Quân ơi, Quân. Đây chia sẻ với một số anh em tài xế bằng hữu đường xa coi cái xe mình sử dụng nó như thế nào. Cái xe sử dụng là tốt, em cảm thấy hài lòng, ok. Máy móc rồi ga thắng rồi ba da này kia rồi trợ lực tay lái rồi tổng thể nó như thế nào? Là tổng thể là nó ok hết. Số vô vẫn ngọt. Ga 1. Okay. Chở hàng, chở hàng, chở hàng mình lên, ví dụ như mình đi cầu ấy rồi đúng tải đi, ví dụ như đúng tải. Đi vẫn ngon, vẫn mượt. Mượt. Hiện tại là mình đã đi được 1,600 mấy chục cây vậy ha. Hiện tại thì xe đã đi được 1,600 mấy chục cây rồi. Coi như là lần này mình lên là mình thay nhớt đầu tiên luôn. Thay nhớt bảo dưỡng, bảo trì định kỳ là lần đầu luôn nha các bạn. Đây là cái sổ bảo hành. Đây là thông tin bảo hành, hồ sơ bảo dưỡng
đây là cái sách hướng dẫn. Khi mà mình mua xe quay trả góp vậy thì thủ tục ngân hàng Quân thấy sao? Thấy mình làm thủ tục đó. Làm thủ tục thì nó cũng tương đối dễ mà nó nhanh nữa. À. Em hài lòng. À. Coi như từ từ lúc mà lên hợp đồng cho tới khi bổ sung đầy đủ các cái loại giấy tờ mà bên ngân hàng yêu cầu thì nó cũng tương đối dễ ha. Đó. Nói chung là chỉ cần mình chịu khó mình nghe theo cái hướng dẫn của bên nhà xe và bên ngân hàng rồi, là ok thôi. À. Coi như là cái xe là tới thời điểm hiện tại là hoạt động ok, tốt. Ok tốt. À. Thôi cảm ơn Quân đã ủng hộ sản phẩm của mình. Cảm ơn. À. Và chúc Quân dồi dào sức khỏe, rồi. Làm ăn phát tài phát lộc. Rồi. Mọi người nhớ ủng hộ anh Niệm nha. Xin chào mọi người nha, hôm nay thì Niệm sẽ thử lái thấy không? Cái chiếc Terraco H100 này để cảm nhận thử coi xe là hoạt động có hiệu quả hay không, chạy trên đường là có im hay là không, có giọt có ốc hay là không. Rồi, xe thùng mui bạc nha các bạn. Bữa nay thì có rất là nhiều xe vô đăng kiểm, đậu không hết luôn cho nên là phải đậu ở ngoài. Cái clip trước thì Niệm cũng đã có làm cái bài so sánh giữa cái con Terraco H100 này với cái con Vim VBT095. Dưỡng thay nhớt lần đầu miễn phí ha. Xe thì hộp số 5 cấp, 5 số tiến, 1 số lùi. Cái đoạn này nó cũng có nhiều cái ổ gà, cũng hơi dằn nha. Các bạn coi clip thì nó cũng hơi giật giật. Xe màu xanh dương, thùng mui bạc. Rồi sẵn rủ em mình đi uống cà phê rồi lái thử cảm nhận thử. Bon bon trên quốc lộ 1A, đoạn gần trạm thu phí An Sương An Lạc nè, quận Bình Tân nè, thấy không? Cảm nhận thì xe này vô số ngọt, vô số nhẹ. Rẽ vô đây, mình ra cái đại bản doanh của anh em Tứ Trụ Vĩnh Lộc coi, bản hữu đường xa nè. Ghé đây mình uống cà phê. Nhiều cái cua ngoặt. Nhưng mà ưu thế của cái xe này là gì? Xe nhỏ, gọn, tải nhẹ,
để đi vào những cái con đường mà nhỏ hẹp rồi khúc cua, thấy không, rồi vào hẻm, đi vào chợ. Đây cái sự tiện lợi, thấy không, cho một cái chiếc xe là tải nhẹ 970 kg đó, là để đi vào những cái hẻm nhỏ như vậy khi mà cần phải qua mặt giữa hai xe trong cái đường nhỏ hẹp thì con này có thể là chúng ta cho một bánh nó leo lên lề luôn đó, để cái khoảng sáng, khoảng không gian giữa hai cái xe qua mặt với nhau nó được rộng rãi, nó thoải mái tí xíu thì ok, tuyệt vời. Giờ mình ghé bản cho anh tứ trụ à. Xe là đi từ đường thấp lên đây cũng hơi trùm bùng, cũng hơi lắm lem rồi, nhưng mà màu xanh dương này thì nhìn vẫn là nổi bật, vẫn ok, tuyệt vời, cùng với bạn luôn, quá đẹp. Cảm nhận thì cái xe lợi thế là xe tải nhỏ, gọn, rồi vô lăng đánh lái nhẹ, chân ga chân côn nhẹ ngọt, máy mạnh bốc, máy Isuzu mà, đây là máy Mitsubishi mà, cho nên em chạy vô cái đường hẻm, cái đường quanh co nhỏ hẹp thì ok, thuận lợi, thấy không, không vấn đề gì. Rồi bây giờ vô uống cà phê thôi, đi Quân ơi. Chạy một.